mình đang đứng ở trước cổng ở Grand Century. Thì ở trước cổng Century thì có một cái bức tượng của Trần Quốc Tuấn. Thì ở đây cách đây 2 tháng thì có xảy ra một cái chuyện thương tâm, là có một chú lớn tuổi đã vô tình đạp xe, và lúc đó đang xảy ra là những cái người đang ăn uống ở đây, và chú đó đã làm một cô gái trẻ khoảng tầm 21 tuổi thiệt mạng. Thì cái đó để mình kiếm thông tin về mà mình sẽ bỏ lên cái video của mình. Đây mình đang đứng trước cửa ở Grand Century nè. Đây là bức tượng của Trần Quốc Tuấn, Hưng Đạo Đại Vương, sinh năm 1228 đến 1300. Kế bên phải mình là Paris de Paquet. Trước mặt mình là vẫn còn cây Noel. Hôm nay chủ nhật mà vắng người em ha. Ở đây có một gian hàng bán các đồ trang trí Việt Nam nè, và móc. Thành Tính, trước mặt là Hưng Phát và Trần Đắc. Đây là những tiệm vàng mà nổi tiếng ở vùng San Jose này. Ở đây có cái hồ nước và ở đằng sau có ba cái ghế massage, thì ai bỏ tiền vô thì có thể ngồi thôi. Đây là tiệm vàng mà năm ngoái Coleman có ghé chơi nè. Tiệm vàng Khải Toàn. Rồi sau này vắng quá ta. Hôm nay chủ nhật đầu năm tôi vắng tanh nè ta. Không có ai luôn á. Vắng dữ vậy. Để mình ra cái chỗ bán đồ ăn coi có ai ngồi đó không. Ồ cũng vắng ha, cũng không có đông. Ở đây có cái quầy bán trái cây tên là Queen Fresh Fruit. Sau hôm nay thấy mọi lần thấy họ hay bày trái cây ngoài đây nè. Không hiểu hôm nay sao vắng mà họ không có bày, mình cũng không rõ nữa. Rồi, các bàn ghế đã được người ta bỏ dây lại nên không ai ăn ở đây hết. Tiệm tạp hóa bán khô nè. Yeah.
cô bây giờ có bánh chưng Tết chưa cô? Chưa có cô. Chưng nhỏ gì nào có bánh chưng Tết cô? Chưa có hả? Dạ ok, để dạ cô hỏi giùm con. Ok rồi, ok con cảm ơn cô. Dạ. Dạ. Thì mình mới vừa hỏi thăm để chỉ chừng nào biết có bánh chưng Tết thì người ta nói khoảng 3 tuần nữa mới Tết. 3 tuần trước khi Tết. Thì bây giờ tính Tết cũng còn 6 tuần nữa thì mình nghĩ chắc còn thêm 3 tuần nữa. Bên đây có tiệm bán thuốc tây. Xèo. Má nó mua ly nước mía nhậu. Đi nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ thôi. Bà xã mình đang đi tới mua chỗ bán nước mía Ninh Kiều này. Thì ở trong khu Rangeri này thì có hai tiệm bán nước mía, một bên là Chút Treasure và một bên thì nước mía bên Ninh Kiều. Thì bên kia đóng cửa rồi thì mình phải bắt buộc mình phải qua bên đây mình mua thôi. Thì một ly nước mía nhỏ thì khoảng 22 ounce và 5.5 đồng. Là không có đá và 7 đồng mà có đá. Còn ly lớn hơn là 32 ounce. 7.5 đồng là không có đá và 10 đồng là có đá. Đây là ly nước mía đang cầm nè. Nè con, uống đi con. Uống đi. Ờ, bác nói kìa. Ờ, mâm mê. Ừ. À. Mâm à. À, đó. Ờ, con uống cho ông coi đi. À, vỗ tay. Uống ngon vỗ tay. À. cỡ làm xấu trong coi đi, làm xấu đi con. À. hai ông đi con. Đối diện tiệm nước mía thì có một tiệm bán điện thoại tên là Mobile Plus. Ok, chắc mình mua thì nó sẽ nhắc lại trong vòng 1 năm. Wow, chị Thành tính toán được quá ha. Khách đông ghê. Khách đầu năm bà con sắm sửa mua vàng đó mà. Để đi lấy lộc đầu năm đó mà. Vừa đây có chú hát karaoke làm cho không khí nó nhộn nhịp lên.
Thì xe máy thì mình trả lại. Ờ ok. Thì sau khi đi này mình sẽ chở bà xã mình tới chỗ thì xe máy tiệm bán quần áo. Wow. Quá cũng đi quay Tết nè. Đây cầu đốt pháo. Thì bà xã mình có nói xuống đây mình tới tới Tết mình sẽ xuống đây coi không khí bắn đốt pháo ở đây vui lắm. Wow, bây giờ ở đây cũng có nhiều cửa tiệm đã đóng cửa nè. Rất là nhiều. Cách tại mùa dịch này cái làm ảnh hưởng rất nhiều đến kinh doanh của mọi người. Hỏi em ơi, Kim Tấm Thiên Hương nó giờ tới chỗ Việt Nam Thao rồi. Anh để nó con ở dưới á. Còn ở đây thì cái tiệm bán đồ sứ. Wow, đẹp quá ta. Ô, đồng vậy bự vậy mà có 2.000 đô à. Mình không biết phải cẩm thạch thiệt hay giả đây. Mình nghĩ chắc đây là đá chứ phải cẩm thạch đâu. Thì đá thì chỉ có giá vậy thôi chứ nếu cẩm thạch thì chắc sẽ mắc hơn. Thì Grand Century thì cũng mở được khoảng chừng 20 năm rồi. Thì bây giờ kế bên Grand Century thì bà xã mình có nói đây là chiếc xe của tiệm vàng xổ số. Đó, đây là tiệm vàng Vĩnh Thành. Thì mỗi năm thì họ sẽ cuối năm họ sẽ xổ số. Nếu ai trúng sẽ được trúng chiếc xe này nha. Kể các bạn nào du lịch qua bên đây thì mình ghé tiệm vàng Vĩnh Thành ủng hộ là mình sẽ được xổ số trúng một chiếc xe mẹt đem về. Bây giờ mình đang đi qua bên Việt Nam Thao. Thì Việt Nam Thao này cũng mới mở cách đây dài khoảng chừng 6-7 năm đổ lại à. Thì Việt Nam Thao thì những cái tiệm sẽ mở ở ngoài chứ không phải giống như trong ở Grand Century Mall. Là những cái tiệm sẽ nằm ở trong mall. Thì nếu ai ở San Jose này mà muốn mua những cái đồ mà về mà để nhậu á thì có một cái quán tên là Bình Minh. Quán Bình Minh này là quán thứ hai đó. Thì quán Bình Minh này có bán tiết canh, bê thui, lẩu dê, ăn ngon lắm. Nó kế bên là tiệm bún riêu cua Tân Định. Mình với lại bà xã mình cũng tới đi ăn vài lần. Thấy ăn cũng được, ăn cũng ngon. Ừ, bà xã mình nói hương vị Việt Nam nha, đậm chất riêu cua luôn đó. Thì chỗ này nó vẫn còn mới nên chưa có đầy đủ tiệm. Đây bây giờ mình đang đi tới chỗ mà mình hay gửi đồ về Việt Nam. Đây là Việt Cargo nè. Ồ, hôm nay cũng đông ta. Vì hôm nay mình không có đi gửi đồ, hôm nay mình chỉ đi review cho mọi người coi thôi. Chị đồ đi hướng ngang nha chị.
Ở đó ông chủ đó. Dạ hello chị. Chắc cỡ thứ năm em xuống em giao đồ. Hôm nay đông ha, chủ nhật đông dữ nè. Khoảng chừng nào trước Tết chừng nào không còn những đồ nữa chị? Ngày 25 về Sài Gòn, 21 về tỉnh là hết chục này. 25 là 25 ta phải không? À, 25 tháng 1 em ơi. 25 tháng 1 là trước Tết 3 tuần. À, ok. Ok bye chị. Thì mình mới vừa hỏi thông tin gửi về Việt Nam thì mình chị nói là khoảng ngày 25 tháng 1 là gửi về Sài là ngày cuối gửi về Sài Gòn và ngày 21 tháng 1 là ngày cuối gửi về các tỉnh. Thì họ sẽ nghỉ trước 3 tuần lễ Tết. Theo thông tin của năm ngoái thì mình không biết. Thì mình cũng tới trễ hơn là cái năm ngoái là ông anh chủ có đi về Nam và ảnh cầm sách tay cho mình luôn, tại vì mình là chỗ mà gửi quen á. À, thì ảnh cũng nói tại vì ảnh có nhân viên ở Việt Nam thì trước khi Tết á, thì họ ảnh cũng cho họ nghỉ khoảng 10 ngày trước Tết, nên họ tính khoảng chừng 3 tuần trước Tết là vừa đúng thời gian đó để họ sắp xếp công việc. Thì ở đây thì có những cái tiệm bán, đây là tiệm bảo hiểm nè, ở đây đối diện mình là tiệm phở Sài Gòn, rồi lộn, tiệm phở Hà Nội. Phở Hà Nội là cũng nổi tiếng ở San Jose luôn. Còn ở đằng sau này là cũng mới vừa đây, ở đằng sau này là khu được mở rộng mà được xây đây, chưa có được ai mướn hết, đang để for sale đó em. Đó, ai muốn kinh doanh thì đây. Đó, có nhiều bạn để for sale nè. Đây. Ok, mình đang ở trước cái hàng Eurasia bán khô bò có mực. Đây. Đây là các loại giá của khô bò đây. Thì mình thích ăn cay, thì mình hay mua cái loại này mình ăn nè. Thì nó để là 13 đồng nửa pound. Nó thường thường trung bình mình mua khỏi dòng pound đó. Thằng tối tối mình mua buồn để trên xe mình ăn. Hello chị.